Vậy là chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là các bạn chính thức bước sang một năm mới, năm 2025. Đó, một năm tràn đầy sức khỏe, một năm an khang thịnh vượng, và mình cũng chúc cho tất cả các bạn được như vậy. Và hôm nay nhân cái video buổi cuối năm này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, hai cách các bạn có thể khởi động lại chiếc điện thoại iPhone của các bạn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone nhé. Và mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn hai cách cực kỳ đơn giản để khởi động lại chiếc điện thoại iPhone của các bạn. Cách đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng cái phần phím home này. Đó, đây này, các bạn nhấn giữa phím home này. Các bạn chọn cho mình thiết bị này. Đấy, và các bạn chọn thêm này, có cái phần là khởi động lại điện thoại này. Đấy, thì các bạn có thể làm được cách đầu tiên này của mình. Thì các bạn, nếu bạn nào sử dụng cách này, các bạn phải bật cái phần nút home này nhá. Luôn ảo ấy. Các bạn vào mục cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là trợ năng này. À, trợ năng của các bạn này. Đấy. Và trong mục trợ năng, các bạn chọn cho mình cái mục là cảm ứng. Mục đầu tiên này, nó nút là acoustic này. Đấy, các bạn nếu bạn nào đang tắt như này nhé, đấy, nó sẽ không thấy cái phần là nút home ảo đâu. Các bạn hãy bật lên cho mình. Đó, và các bạn sử dụng nút home ảo này và chọn thiết bị này, thêm này, có nút khởi động lại nhé. Đấy là cái cách đầu tiên để các bạn có thể áp dụng để các bạn khởi động lại chiếc điện thoại iPhone của các bạn. Rồi, cách thứ hai, các bạn hãy dùng cho mình một cái phím tắt. Nó rất là đơn giản thôi. Đây, nếu bạn nào mà đang sử dụng cái ứng dụng phím tắt này, các bạn hãy mở lên. Nếu bạn nào chưa có nhé, đây, cái phím tắt này này. Bạn nào mà chưa có cái phím tắt này thì các bạn hãy lên ứng dụng, kho ứng dụng là App Store, các bạn hãy tải cho mình cái phím tắt này nhé. Đó, thì các bạn hãy mở cho mình cái phần phím tắt như thế này nhé. Thì đây, các bạn sẽ tại giao diện nhé, các bạn nhìn trên góc phải trên cùng có cái phần dấu cộng ở đây nhé. Các bạn chọn này, đấy, các bạn chọn vào. Và các bạn sẽ tìm cho mình một cái tên, đó là các bạn chọn cho mình là tắt máy nhé. Đấy, tắt máy này, đây này, các bạn chọn tắt máy này. Đấy, khi mà các bạn chọn cái phần tắt máy xong, các bạn chọn vào và bên trong cái phần giao diện tắt máy nhé. Và các bạn nhìn có cái chữ tắt máy này, các bạn chọn vào. Đấy, tại đây thì nó đang chọn cho mình là mặc định là tắt máy nhé. Các bạn chọn xuống dòng thứ hai cho mình là khởi động lại. Đấy, được chưa, khởi động lại nhé. Và các bạn cũng có thể đổi tên nhé, các bạn chọn vào chữ tắt máy này. Đấy, các bạn chọn vào phần đổi tên. Và bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là khởi động lại đi. Đấy, các bạn chọn khởi động lại đi để cho nó đúng với cái phần phím tắt nhé. Đấy, khởi động lại này. Đấy, khởi động lại này, đúng không? Và đến đây thì các bạn cũng có thể thay đổi cái biểu tượng icon này, có cái phần icon ở bên trên góc này, các bạn nhấn vào. Đấy, có rất nhiều cái icon nhé. Đấy, biểu tượng này, các bạn chọn phần biểu tượng nhé. Đấy, ở bên dưới này, các bạn chọn cho mình đến cái, tìm cho mình cái phần biểu tượng nhé. Nó có cái phần, các bạn nói chung là thích biểu tượng nào cũng được, nhưng mà các bạn chọn cho mình cái phần biểu tượng khởi động lại thì nó dễ nhận biết hơn. Đây, đây là biểu tượng, đây có rất nhiều các biểu tượng nhé. Các bạn chọn đến cái biểu tượng là khởi động lại, nó sẽ đúng hơn. Đây, biểu tượng này, camera ảnh như này. Các bạn đây có cái phần khởi động lại như này. Đây này, hai vòng xoay này, các bạn chọn vào này. Đấy, khi các bạn chọn vào thì các bạn chọn xong ở trên này. Đấy, như này các bạn nhìn chưa, cái biểu tượng nó được thay đổi nhá, các bạn nhấn xong. Rồi, như vậy là các bạn xong một bước nhá. Bước thứ hai này, các bạn kéo cái phần trung tâm điều khiển xuống. Đấy, các bạn nhấn giữ cho mình. Đấy, nhấn giữ này. Các bạn chọn cho mình cái phần là thêm một điều khiển này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là phím tắt nhé. Phím tắt này. Đấy, các bạn nhấn vào phím tắt này. Đây. Ở đây, phím tắt đây. Và các bạn chọn nhé. Chọn này. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là khởi động lại đây này. Nó ở đây này. Khởi động lại các bạn chọn luôn. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ nhấn ra cái khoảng không này. Đấy. Như vậy là cái phần phím tắt khởi động lại, các bạn nhìn đây này, nó đang dưới này nha. Mình có thể kéo lớn một chút này. Đấy. Đấy, các bạn có thể di chuyển, đấy, di chuyển sang bất kỳ vị trí nào, nhưng mà mình để dưới này là được rồi. Đấy, đây nhá, khởi động lại này, các bạn chọn ra. Đấy, bây giờ các bạn chỉ việc chọn cái phần khởi động lại này. Đấy, đây, bạn có muốn chắc chắn khởi động lại điện thoại iPhone không, thì các bạn chọn khởi động lại thì ngay lập tức cái phần chiếc điện thoại iPhone của các bạn sẽ khởi động lại ở đây nhá. Đó, ở đây mình không khởi động lại. Đấy, thì đấy là hai cách để các bạn có thể
khởi động lại chiếc điện thoại iPhone một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất các bạn có thể áp dụng nhé. Và video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình cũng một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ mình trong suốt một năm vừa qua, và các bạn tiếp tục ủng hộ mình thêm bằng cách những bạn nào mà chưa lần đầu tiên cái kênh của mình chưa đăng ký kênh, các bạn nhấn cho mình nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các cái video mình ra hàng ngày nhé. Và chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn, và chúc các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.